Hello, xin chào mọi người ha. Hôm nay là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của tụi mình mà mình có mua cho vợ mình cái chiếc xe Vision mới nha. Xe mới nha anh em, mới ken xà beng luôn nè. Đây. Mừng gì đây? Ăn thử con thịt nha anh em. Nè chấm nè. Đó. Mỗi lần mà làm thịt theo quay cái ai cũng kêu là mình làm. Béo vàng. Ngon. Con lấy. Má là chuyên gia luôn, khỏi làm ướp theo quay với tụi con. Con thì ướp nè. Hello kìa nè. Hello anh. Cảm ơn Thư. Hello guys. Hello em yêu. À. Kỷ niệm 2 năm ngày cưới nha anh em. Đây là tặng chiếc xe nha anh em. Đó. Vision. Đó, xin số nha anh em. Đây chìa khóa đây. Đó. Lên xe chạy thử luôn nè. Đó. Xe mới nha anh em, mới ken xà beng luôn nè. Đó, Vision màu hồng. Chạy thử coi được không? Không biết chạy không? Chiếc quy sành tặng nha mọi người. Ồ vậy là biết chạy. Để về nhà cắt phải không?